Đây các bạn thân mến, đây là mô hình chim nuôi chim vú nuôi. Thì các bạn thấy là đây là đôi này. Này là con trắng, này là con chim Pháp. Con đang ấp bên trong là con chim Nhật. Thì nếu như mà nó có sẽ ra, nó cũng sẽ ra hai con màu nhờ nhờ, nai giữa trắng và xám, hoặc là một con trắng, một con xám, một con giống bố, một con giống mẹ. Thế như trường hợp này thì là hai con xám, nhưng mà con này là xám trắng hơn, con này là xám sẫm hơn, thì con này nó sẽ là lai Pháp hơn nhiều hơn. Đấy, con này nó là con đặc, con có thể lai ít hoặc là đặc Nhật hơn. Nhật thì bao giờ nó màu xám. Ở đôi này cũng thế thôi, đôi này là một con xám, một con trắng. Tóm lại đối với bên vú nuôi thì trắng xám là nó đều ghép được, nó rất dễ ghép thôi. Cứ một con trống là nó gù, còn con mái là nó không gù. Đấy, con này gù rồi. Đấy, đấy nó đang gù, đây là con trống này. Đấy, đấy là con trống nhá. Mình đánh dấu con này là đầu đen, con trống. Đó, thì đây là sản phẩm của chúng ta các bạn nhé. Nếu như mà chúng ta nuôi thì chúng ta nên để cái cống nước như thế này, thì chim nó sẽ thò đầu qua cái lỗ này và nó sẽ uống các bạn nhé. Nó uống thì cái ưu điểm của cái này là nước bao giờ cũng sạch, không bị chua. Và các bạn thấy đây nó có một vài hạt lúa, bởi vì đây là nó ăn lúa xong nó uống thì nó sẽ bị rơi từ trong miệng nó ra, hoặc là nó bắn từ bên này sang. Thì mỗi một chuồng cái này, bồ câu các bạn mua trên thị trường là khoảng 120.000. Thì các bạn ngăn đôi ra, bên này được một ổ, bên này được một ổ. Đấy, thì với cái diện tích 50 vuông, và các bạn nên dùng cái cầu bậu bằng tre, và cái sàn này các bạn có thể là để cao hơn mặt đất khoảng 1 mét. Nếu như các bạn để khay hướng phân thì các bạn phải vệ sinh, còn không các bạn để rơi xuống dưới này tự nó hủy. Thì nuôi như này thì các bạn không phải dọn phân, bởi vì diện tích nhà mình nó rộng, mình không no, diện tích rất là rộng. Mình chỉ có lợp mái tre lên đây để cho nó khỏi bị ướt trứng. Những cái cặp như này thì nếu như mà có chim cu ta thì mình sẽ bỏ trứng cu quần chính thống của nó đi, mình sẽ cho chim cu cườm cu ta vào và nó sẽ nuôi con chim cu ta. Trước kia thì mình nắp tự động, nhưng bây giờ mình cảm thấy là nó chưa cần thiết. Mình các bạn nên để hai cống nước. Đấy, bên này cũng thò đầu ra được. Thì về chim nuôi con nó lúc nào nó cũng rất cần đến nước, mà nó dùng nước rất nhiều các bạn nhé. Và trong cái lồng thì các bạn lên để cái kiểu nó tự chuột xuống này. Đấy. Đấy. Các bạn thân mến, thì đây là cái cống này là cống cám, còn cống bên này là cống lúa. Đấy, lúa đó. Thì các bạn để hai bên thì con chim mẹ nó sẽ tự biết là bón cái gì, ăn cái gì, no mẹ ăn cái gì, và bò khi nó ăn để nó bón nó con là ăn cái gì các bạn nhé. Thì đây là một đôi là nó đã bắt đầu chuẩn bị đứng ra lên cầu rồi. Đôi này thì là nó là đôi chim Nhật. Đấy, các bạn nhìn thật lưu ý này, đôi chim Nhật. Đấy, đứng lên cầu rất là vụng về. Đấy, nhưng mà các bạn lên nó để cho nó đứng ra cầu sớm, thì khi nó đứng ra cầu sớm như thế này thì con chim mẹ nó sẽ có cái nhu cầu giao phối và nó sẽ đi đẻ lứa mới. Đấy, đầu tiên thì các bạn nên để xuống sàn như thế này. Đấy, như thế này các bạn nhé. Nếu các bạn để này là con chim nó sẽ bấu vào những cái mắt như thế này, là cái chân của nó sẽ móc và nó sẽ co, và nó sẽ không bị liệt, nó không bị bại chân, nó không bị hỏng móng. Đấy, các bạn thân mến, đây là đôi chim này thì nó đã tòe lông sim tương đối rồi, và các bạn thấy là nó thật là tuyệt vời đúng không? Là mình tạo ra được những chú chim như thế này. Thì những chú chim như thế này đối với trang trại chim cu gáy hay của Thao á, thì nó sẽ có mấy cái giá trị. Giá trị thứ nhất thì nó sẽ là một cái cặp đôi vú nuôi kế cận. Đấy, đấy là giá trị làm vú nuôi.
Giá trị thứ hai là giá trị để các bác có thể là nuôi làm cảnh. Đấy, thực tế nó cũng rất là đẹp các bạn ạ. Rất là đẹp. Đấy, đây này, những con như này rất là đẹp. Các bạn nhìn thấy chưa? Tôi zoom lại một chút cho nó, các bạn thấy là nó rất đẹp luôn. Đấy, rất bóng mượt, trơn tru. Rất là đẹp luôn. Đấy, cực kỳ đẹp và rất là thuần. Đấy, thì báo cáo với các bác là ngoài ra thì một số đơn vị bây giờ người ta có xu hướng người ta lại là ăn thịt chim. Thì cái này thì kênh của mình thì mình không hướng về chim thịt. Nhưng ngoài ra thì các bạn có thể bán cho những cái người người ta là phóng sinh. Thực ra con chim này là do chúng tôi tạo ra, thì nó là được đầu thai và được thể hiện bằng cái sự mái ấm gia đình đây. Thì chúng ta mặc dù chúng ta nhốt nó nhưng chúng ta đã cho ăn cho uống và bảo vệ nó, thì điều đó chúng ta cũng kéo lại được các bạn nhé. Đấy, các bạn đừng nghĩ là nuôi chim nó có cái gì là tội lỗi hay là ảnh hưởng gì cả. Thực ra thì mình có chữ sinh, nghĩa là tạo ra cái thế hệ con của nó đây. Và nó có vợ có chồng và nó không bị những kẻ thù khác tấn công. Và thậm chí nó còn có những cái thức ăn như cám cò, lúa sạch, uống nước sạch như thế này là chúng sẽ sung sướng và chúng sẽ hạnh phúc bên nhau để chúng tạo ra những cái cặp chim như thế này. Thì khi mà các bác hay đi các bác chứng kiến ngoài thực tế thì các ông các giá đồng hoặc là những cái việc mà chúng ta thấy là mọi người vẫn thường phóng sinh, đúng không ạ? Thả cá, thả chim. Để chim rời cá nước. Thì các bác ấy sẽ mua những cái cặp chim này ở cái giai đoạn nó biết mổ. Và các bạn sẽ thả ra và nó sẽ hòa nhập với thiên nhiên. Còn về kỹ thuật thì đây là các bạn thấy là mình nót rơm, đúng không ạ? Thì với cái ổ rơm này thì mình đưa sát vô đây cho tí. Nót rơm này, đấy, nhẵn đúng không ạ? Thì với cái ổ như này thì mình để một nứa. Bây giờ như nứa này là bắt đầu nó chuẩn bị đẻ trứng vào đây. Và nó ấp nó lở đến lúc khoảng 10 ngày thì mình lại nhấc con nó ra, mình vệ sinh cái ổ này đi và cho rơm mới vào. Và nó đến lúc từ con 10 ngày đến giai đoạn cứng một tí mình lại bỏ ra như thế này. Đôi này thì tầm 5-7 ngày nữa là mình sẽ bắt tách ra để cho nó tự lập ăn. Bây giờ nó chưa biết mổ thì mình phải để đây để cho con mẹ nó vừa đẻ vừa ấp vừa nuôi. Nhưng mà mình không để cho nó nằm vào ổ nữa các bạn nhé. Kinh nghiệm là các bạn muốn tăng cái hiệu suất lên thì các bạn lên chủ động bắt chim non ra. Đấy, cố gắng thỉnh thoảng nhấc nó ra. Thì vì giai đoạn này, mùa này thì nó cũng không lạnh, đúng không? Thì nó ra như thế này thì một là nó khám phá thế giới bên ngoài. Thứ hai là nó cũng tạo cái ổ trống như kia thì cặp chim này nó sẽ hướng đi đẻ. Đấy, nó sẽ đẻ sớm. Nhiều khi mình để ở trong thì mẹ nó cũng thương con, nó sẽ có thể là chưa muốn đẻ vội. Thì cái thời gian kéo dài hơn. Đấy là một cái chia sẻ của các bạn như vậy. Thế các bạn thân mến, nếu như mà các bạn cẩn thận thì các bạn có thể để một vài cái rơm ở đây hoặc là cái miếng nệm ở đây để cho chim nó khỏi bị lạnh chân. Đấy, thì hoặc là các bạn làm thế nào đấy cho nó thích nó các bạn đó thì nó đơn giản thôi. Đấy, các bạn thấy không, nó rất là đáng yêu. Đấy, rất là đáng yêu các bạn nhé. Một đôi chim này rất là đáng yêu. Đấy. Rất là đáng yêu đúng không ạ? Đó. Một gia đình nhà chim rất là hạnh phúc đúng không ạ? Có bố, có mẹ, có anh, có chị, có em. Thì những đôi chim như này sau khoảng một thời gian nó mổ thì mình cũng có thể bán giống cho các bạn để các bạn làm vú nuôi. Hoặc các bạn làm với cái mục đích cảnh, mục đích như mình vừa nói ban nãy. Còn đây là một gia đình. Rõ ràng là một gia đình rất là tròn trịa. Đấy. Đó. Đấy là một cái công thức nha các bạn nhé. Đấy, công thức. Khi mà nó đã
đạt đến mức độ cứng cáp rồi. Thì như đôi này thì mình mới tách ra được 3 hôm nay. Đôi này là mình mới tách ra được 3 hôm nay các bạn nhé. Đây này, nó đã tự mổ được rồi. Đấy, loại này thì nó đã tự mổ được rồi, mình có thể xuất bán cho các bạn. Đấy, nên nếu mà những cái đôi như con như ở trên này thì nó nhỉnh hơn một chút thì mình sẽ bán cho các bạn tính theo giá tuổi của nó. Bởi vì mình nuôi lâu thì đương nhiên cái công mình chăm sóc và cái thức ăn thóc rồi các mọi vấn đề thì mình sẽ phải tính chi phí, đúng không? Thì mình sẽ giá theo thời điểm, từng thời điểm các bạn, đúng không ạ? Đấy, thì giới thiệu với các bạn đây là những cái bu này là những bu nuôi hậu bị. Hậu bị ở đây là có nghĩa là mình đôi nào mà mình tách ra đây thì mình thả ra đây. Đấy, con nào cứng thì mình bán giá cứng, con nào mềm mình bán giá mềm. Thì các bạn thân mến, là cái mô hình này nó rất đơn giản thôi, mình chia sẻ với các bạn bằng cả một trái tim luôn. Thì đây là cái này là mình dùng một cái cọc sắt và mình làm những cái sào như này và mình buộc cái lồng nó treo lên. Ở cái này thì nó cao bằng cái chỗ cúc ngực thứ hai của người lớn, có nghĩa là cao khoảng 1m2, từ 1m đến 1m2 các bạn nhé. Thì các bạn thấy đây, thì thực tế là những chú chim của chúng tôi thì thực ra được tẩy giun, đúng không ạ? Được uống kháng thể rồi được phòng, mà đặc biệt là không bao giờ chúng tôi phải dọn phân cả. Các bạn thấy là phân chim hoặc là nếu mà lúa nó có rơi vãi xuống dưới thì những chú gà như thế này là những cái chú mà chúng ta tận dụng cái nguồn thức ăn lãng phí. Đấy, nó rơi xuống là gà nhặt ngay. Các bạn thấy là nhà tôi thì lúc nào rất là nhiều gà. Gà thịt không bao giờ hết. Thịt quay năm ăn thịt gà sạch. Đấy. Đấy, mấy con gà này toàn gà trọi hoặc là gà rừng, gà lai, gà tre thôi. Đấy. Thì báo cáo với các bạn là những cặp chim, đây là một cặp này. Cặp này mình mới thả được 3 hôm thì là mình sẽ để giống cho các bạn được. Đấy. Đấy, để các bạn có thể là cùng chơi. Những con xám này là con Nhật, con trắng này là con Pháp các bạn nhé. Đấy, thì một cái điều lý thú nữa trong cái chủ đề về nuôi chim cu sinh sản thì các bạn lên. Đấy, thực ra lên có một cái quỹ đất rộng. Đấy, như này là mình phát triển rất là rộng luôn các bạn nhé. Nứa nào rồi mọi vấn đề. Đấy, kia là một đôi. Đấy, những cái lồng ở trong dưới bờ lô này, hai dãy, bốn dãy. Một bốn dãy dọc từ đây đến đây mà một cái dãy này là nuôi chim. Những cái cặp chim ở đây là chuyên đẻ trứng thôi. Đấy, chuyên đẻ trứng thôi. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chảo hào, chim khuyên, bên cạnh đó. Đấy thì có một cái điều lý thú như này nữa này các bạn này. Mình chia sẻ, đây là cái lối đi để mình đi cho nó sạch. Đấy, có một cái điều lý thú nữa các bạn nhá. Từ nhiều hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn. Ở đây là con chim mình thả rông ở ngoài. Đấy, thả bổng lên trên, thả rông. Một điều lý thú nữa là đây các bạn nhìn đây này, cái công thức của mình đây này. Đây là một cái cặp chim này là nó quanh năm là nuôi con, quanh năm ấp các bạn nhé. Ví dụ đây là mình không yêu cầu nó đẻ. Đấy. Những con chim này là con chim mà mình có thể là nhặt từ cái ổ khác vào đây. Do là nó nở được có một con. Đấy, thì mình nhặt vào đây để cho nó bón. Đấy, ngoài ra thì nó đang hiện giờ các bạn thấy là nó có một con đàn em của nó đang nằm trong này là mình thả từ trước. Đấy, nên nó nuôi. Đấy. Đấy. Con này bỏ ra đây. Con này chỉ tầm 2 đến 3 hôm nữa là mình bỏ ra. Và các bạn thấy nó có một con và một quả trứng sắp nở nữa. Thế lúc nào nó cũng gối nhau như thế. Đấy, những cặp chim vú nuôi như này là mình lên để lại. Thì mình tận dụng những cái lúc nhỡ nhàng của những đứa trứng. Có những cái đôi mà mình thấy nó có một trứng hoặc là do nó đánh nhau, nó va đập, nó làm cho cái tỷ lệ đôi nó không có thì mình có thể nhặt ra những cái đôi này. Đấy, những cái đôi này rất quý các bạn nhé. Bởi vì là cứ có trứng là nó ấp, có con là nó nuôi. Nhưng nó không phải là nó đẻ rồi hay thì nó mới nuôi hay là như nào cả các bạn ạ. Những cái đôi này rất là quý ở chỗ đấy. Có những cái đôi mà như này là kể cả phải trứng của nó mới ấp, hoặc là mình phải nôm na là nó theo một cái quy trình thai nghén, nó đẻ ra và nó phải ấp 13 ngày nó mới nở. Nếu như các bạn thả trứng khác vào đến ngày thứ 20 là nó không nuôi đâu, không ấp đâu. Đấy, nên những cái đôi như này cũng thế thôi. Nên ví dụ thế thì mình nuôi nhiều thì mình phải có những cái đôi mà mình nhớ. Đấy các bạn nhé. Thì báo cáo với các bạn là trên cái tinh thần kênh Chim Cu Gáy Hay được chia sẻ với toàn thể trên YouTube và trên Facebook, thì hy vọng rằng các bạn sẽ đăng ký kênh và tiếp tục có những cái comment
có những cái ý kiến, có những cái đóng góp để làm sao cho cái sân chơi chim cu gáy được vui hơn, nhộn hơn và đoàn kết hơn. Cuối video xin chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng và tràn đầy những cái thành công, những cái hạnh phúc trong cuộc sống. Xin thân ái và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Đó. Đấy, nó lại vào rồi, nó lại vào. Các bạn thấy chưa? Nó lại vào, nó chăm sóc, thấy chưa? Nó vẫn ấp, nó vẫn nuôi con bình thường. Nó vẫn bón cho con kia, mà nó vẫn bón cho con này và nó vẫn ấp quả trứng kia. Lúc nào nó cũng ấp và nuôi, nó chả có cái gì cả. Đến lúc nào mình phải để cám, để lúa, để nước đầy đủ như này. Các bạn nhá. Đấy, có những cái con như này thì các bạn nên khi nào các bạn tách ra, các bạn nhét cho nó một viên tẩy giun. Đấy. Một viên nhá. Tẩy giun các bạn tẩy đúng bằng một cái viên đó. Ok chưa? Đấy, cảm ơn các bạn nhá. Xin dừng video tại đây. Và các bạn nhớ liên hệ đến cái số tổng đài chim cu gáy hay gặp đồng chí Thao tại địa chỉ cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 033 5305 982.